Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh BMT Kochi. Hôm nay lên hàng dữ không nghe các bạn. Ủa, âm ly. Hôm nay về là ba con âm ly Paramax nè. Bản Bluetooth AR mặt gương sơn bóng. Tình trạng máy zin công suất. Gột đẹp keng hết nghe anh em. Ba con như nhau luôn. Đó, 39 AR. Ba con. Và ở đây có một con 909B của Adidas nữa. Đó, này lên hàng gì dữ không ha. Rồi bây giờ mình sẽ quay mình test âm ly Paramax này cho các bạn xem, rồi tới âm ly Adidas. Giờ sẵn đây có một con Tân Phô háo máy, hàng xịn Jawa, mã là 600A. Anh em về độ chế cục này 6,5 kg nghe nè. 6,5 kg nặng lắm nha. Đó, cục này là tăng phô xuyến tròn dây đồng của Jaguar chính hãng, mã là 600A. Cục này là 600W, thanh lý giá 400.000. Anh em về độ chế âm ly, dây điện nguồn dầu. Rồi bây giờ test cho các bạn xem. Cục này 400.000 cộng ship, anh em chơi được. Alo, về ghép những âm ly công suất lớn, 12 sò lớn đổ lên quýnh được hết nha. Ai về Đà Lạt mơ ghép thăm làng hoa vạn vầy, vườn hoa cây trái xanh màu, khu vui tươi ngâu bao du khách vui đùa, một sao quy với ngàn hoa. Rồi đây test nguồn cho các bạn xem ha. Dây nguồn cắm nè, cắm vô hai cọng dây xanh và dây nâu. Đó, là điện 220. Rồi bây giờ test đầu ra nghe anh em. Anh em nhìn đồng hồ ha. Đây. Nè, nguồn này là 30 đôi nè. Cái này 15 đôi chứ lộn. Đây 15 nè. Rồi qua đây 15 nè, anh em nhìn cái kim mình đo nha, là cộng xanh đen xanh là nguồn đôi 15V cấp nguồn cho đề. Rồi tiếp đến coi 3 dây. Ba dây này là đỏ, đỏ, đen, đỏ. Đây, nguồn này là 50V luôn nghe anh em, 48 nè. Rồi cái này là 48 đôi cho công suất nè. Đó là hai dây này là anh em gáp vô cái âm ly được rồi nè. Gồm nguồn của công suất là đỏ nè, còn nguồn của phần rề là màu xanh nè. Anh em lắp hai dây này là đủ rồi. Rồi tiếp đến có hai cọng dây ra đầu ra nữa để mình đo coi bao nhiêu volt luôn. Là hai dây xanh và hai dây trắng. Này có 6V này anh em. Gì nhảy. Đây 6V thôi nha. Hai dây này là chỉ 6V thì anh em sửa làm độ chế được cái quạt hay cái gì đó thì độ. Coi hai dây xanh trắng. Hai dây trắng là này là 19V. 20V nha anh em. Rồi dây này 6V, dây này 20V. Ok, tắt đi. Rồi đây mình quay tổng quan cho các bạn xem. Paramax 309 AR có Bluetooth, con này công suất 500W. Đó, mặt gương, mặt sơn đen bóng gương. Rất là đẹp, thẩm mỹ, sang trọng. 500W một kênh, tương ứng là 250W, chúng ta quýnh một đôi lo 25, đôi lo 30 cho con này quýnh được nha anh em. Và công suất rất là khỏe, sử dụng 8 con sò đầu bò. Có anten Bluetooth đây. Trạm lo chúng ta sử dụng trạm dặn. Anh em xài một cặp thì anh em gắn một hàng ở trên. Ở đây chúng ta xài hai cặp nhỏ thì chúng ta gắn hai hàng ở trên và dưới, gắn đúng cực đúng pha, âm dương chính xác, âm thanh mình mới hay nha. Rồi tiếp đến thì ở đây không có cầu chữ U. Ở đây mình sử dụng là đường input AB bình thường và có đường outland, outland ở đây. Và out này là out mic ha. Tem còn mã nguyên nghe anh em, chưa cạo luôn nè. Tem bảo hành đây nè anh em, tem seri ha. Con này hình thức đẹp kính con. Đây cái nắp máy nè. Nắp máy zin đẹp chuẩn. Con này đẹp trên 95%. Cái con đời mới này anh em sử dụng thoải mái an tâm luôn. Ở đây là máy, bên trong nội thất như mới nha các bạn.
Con này thanh lý cho anh em giá 2.800.000 đồng. Ở đây là bao riêng phần công suất nguồn, cái vỉ Bluetooth ở đây, vỉ Bluetooth đồng thời là trạm bông sen luôn. Ở đây là mình bao riêng cho các bạn toàn tập phần công suất. Còn phần chiếc áp ở đây là mình thay lại một bộ của KB Đài Loan, volume chiếc áp thay lại nha anh em. Nè con này hay nè, thay lại loại tốt loại xịn nhất của bên mình. Thì hiện tại mình cũng đang bán những cái chiếc áp linh kiện này, anh em có cần thì chúng ta có thể alo mình để mà mình mua về mình thay. Mình có làm clip riêng để ở dưới phần mô tả đó, thì những cái linh kiện chiếc áp KB, chiếc áp và các con biến trở dặn lớn nhỏ đó. Con này là công suất nguồn nguyên bản, phần rề nguyên bản, volume hay lại volume mới, hoạt động tốt 100%, không lỗi gì hết nha nè. Dòng này mình nghe nhạc karaoke rất là khỏe, sử dụng 8 sò đầu bò, quá đã quá dữ, tăng phô xiến dây đồng lỗi to, hàng công ty Paramax thương hiệu lớn nhất ở Việt Nam. Anh em mình dùng là anh em yên tâm rồi. Rồi bây giờ mình lắp vào test cho các bạn nghe. Rồi bây giờ mình lên nguồn mình test cho các bạn xem. Nghe thử chất âm của cái dòng này thì hiện tại là hàng này là còn zin không nghe các bạn. Công suất nguồn là nguyên bản, còn keo chưa qua sửa chữa, chưa háo, chưa làm gì hết, còn rất là đẹp. Tại vì hàng này là những cái mẫu đời mới, sử dụng độ bền còn rất là cao. Anh em có xài, có cần Bluetooth nữa thì chúng ta nên lấy cái con này, có trang bị sẵn Bluetooth không dây để chúng ta kết nối điện thoại hát. Rồi bây giờ mình sẽ test tín hiệu dây bình thường lên nhạc. Dàn nút bóp phê siêu bán luôn, mình dặn tới đâu nó lên tới đó. Và ở đây có một cái nút tăng giảm nè, nhấn vào các bạn ơi. Nhấn vào nút này thì tăng bass, tăng chép lên. Ở đây đang ồn các bạn ơi, các bạn xem clip thông cảm giùm, vì bên kia đường người ta đang hàng cắt cái gì ồn lắm. Sẵn đây mình tắt cho các bạn nghe cái tiếng ồn mà tập âm ở ngoài ha, ồn ghê kinh khủng luôn. Rồi lên nguồn lại, tiếp đến mình sẽ test Bluetooth cho các bạn. Đây, ở đây chúng ta sẽ chọn được tín hiệu A, B và Bluetooth, ba ngõ đường vào. Rồi mình sẽ chuyển qua Bluetooth, kết nối vô điện thoại các bạn. Rồi chờ mình tí xíu. Đây sẽ giao tên nè, báo 9AIR. Đó, kết nối, đã kết nối ha. Đã kết nối thì các bạn lưu ý nhìn cái bóng đèn, cái bóng đèn xanh của chúng ta nó sẽ đứng lại. Ồn, máy cắt. Rồi bây giờ mình sẽ chờ nó qua bản cáo cái của mình test cho các bạn nghe nhạc của Bluetooth qua điện thoại. Để đằng sau chúng ta có cái anten nữa ha, anten đó mình dựng đứng lên thì nó sẽ hút sóng mạnh và xa hơn. Lên nhạc. Phần Bluetooth cũng rất là ok ha. Nói chung máy này là xài full chức năng, xài như hàng mới, không lỗi làm gì nha anh em. Rồi tiếp đây thì mình test micro coi cái hệ thống quang nhạy của đời này mình ca nhẹ không nha.
Alo. 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 Đó, các bạn nghe cái echo này nó nhẹ và chống hú cũng cao luôn nha. Mình để cái lò sát bên đây khoảng nửa thước rồi các bạn. Lực 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 bồn hay 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 ba bồn lực 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 lực. Em này sở hữu là 4 cái lỗ mic rô luôn nha. Đó, anh em muốn cắm một lần 4 cây mic cũng được luôn. Lực 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 bồn 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 lực 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 bồn 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 bồn. Tại con này sử dụng ok ngon lành, anh em nào ưng ý liên hệ mình nha anh em. Con này hiện tại mình thanh lý giá 2.800.000 đồng cho cái mã 399AIR, tại hàng còn tới 3 con lượng nha anh em. 2.800.000 đồng chúng ta sở hữu âm ly karaoke công nghệ mới, hàng đời mới, có bluetooth để chúng ta sử dụng rất là tiện, tiện dùng. 2.800.000 cộng ship nha. À, anh em nào xem chốt được liên hệ shop qua số điện thoại góc bên trái màn hình. Rồi tiếp đến cho anh em một con âm ly Airang SPA909B. Đó, tình trạng là mặt tiền này, mặt tiền nút nét volume sử dụng tốt hết nha. Máy chạy cũng full chức năng. Con này chạy 8 sò Senken 2 dít. Công suất 200W một kênh. Đó, hai kênh chúng ta là 400W. Có cầu chữ U ha. Đường input AB ở đây. Tín hiệu nhạc vào, còn ở đây là đường ra out lo này. Anh em gắn chạm dặn chất lượng luôn. Rồi, bây giờ xem bên trong. Hình thức con máy này đã qua sửa chữa, thanh lý giá rẻ, còn sử dụng tốt đây nè. Con này bán giá 1.600.000 thôi à. Đây thì cấu hình dòng ai răng này là dòng thấy là bíp nhất các anh em. Nó chạy tăng phô khủng long đại bang, cục nguồn rất là to. Này hành lý 1.600.000 là giá rẻ luôn nha. Ở đây hành lý 1.600.000 nhưng mà còn sử dụng tốt, nghe nhạc karaoke hay luôn. 4 con đó, một cánh là 4 con sò trên kênh, con này hay nè. Còn lại ba này zin nha nè, thay một sò, có qua sửa chữa. Sửa chữa thì giá rẻ, còn hàng zin giá cao. Hình thức mạch bọng đồ còn sáng sủa, linh kiện nó không có bị sét ha. Senken 8 con đại, giá phải chăng anh em dùng. Chung anh em nào thấy ưng thì mua thôi ha, hàng sửa nó sửa nha anh em. Rồi con này eco nè. Này quay vô trong mới thấy được anh em ơi. À này quay không thấy rồi. Con này là 50195 luôn, đã kiểm đã coi rồi. Nằm ở trong đây đừng anh em ơi, nằm đây nè. Nhưng mà này không quay được, nó nằm ở con trong á. Số M50195. Bỏ tay trong cơm quay không tới rồi. Hình thức tương đối sạch sẽ, băng phô đại bang, 8 sò Senken Eco 50195. Rồi lắp vô test cho anh em nghe luôn. Nắp máy, nắp máy đây. Nắp máy này không bị sét luôn nha. Đó, nắp sơn zin không sét. Ngon lành cành đào. Rồi đây mình test cho các bạn nghe thử cái con Airang 909B ha. Con này giá rẻ nha anh em. Hàng còn chạy tốt, chắc âm là nó đồng đều, không lỗi, không ù, không méo tiếng. Nói chung hát tiếng như zin. Nhưng mà con này đã qua sửa chữa nên mình bán giá rẻ cho anh em 1.600.000 đồng cộng ship. Size lớn, công suất lớn. Rồi lên nguồn lại. Lên nguồn chờ vài giây nghe cái cốc là máy chúng ta đã đóng relay và đã hoạt động. Lên nhạc.
bơm chiếc áp dạng ốc phê, từng con đều tốt hết. Đây mình giảm bass chung chép về không hết nè, chặn lên nè, bass nè. Ghét tiếng luôn nè. Nói chung là chắc âm con này khá là mạnh. Anh em về quýnh lo 25-30 đánh cũng tiếng hay. Dòng này dòng xịn nên nè. Nếu mà con này riêng nguyên bản và hàng đẹp, giá dao động là 2.400.000 đồng trên dưới. Còn hàng này có qua sửa chữa hành lý, giá tốt, hoạt động còn là bình thường. Đây là 1.600.000 nè anh em ơi. Lên nhạc lại cái coi. Rồi, phần nhạc ngon lành cành đào, tiếp đến test phần eco vang nè. Eco vang vọng bình thường, karaoke luôn nghe anh em. Đó. Con này chạy con 50195 luôn á nha, không phải con thường đâu. Yeah. Vô cái mic số 2 nè. Echo bay luôn nè. Cái con này là 50195, tiếng nó cũng thánh thót luôn nè anh em. Rồi máy chúng ta hoạt động tốt. Anh em nào xem ưng ý con này liên hệ mình. Cảm ơn.